Hello chào các bạn. Hôm nay Lâm sẽ đi thử thách một nơi rất là đặc biệt. Bãi đất quan đây, ngày xưa có một đôi nam nữ vì yêu thương nhau mà gia đình không tác hợp thì đôi nam nữ ấy đã mua thuốc vào đây và uống đã ra đi. Người dân người ta đồn rất là nhiều, ban ngày cũng bị nhát luôn nữa. Mà thậm chí cả ban đêm cũng ít có người dám vào đây lắm các bạn. Bây giờ để vượt qua nỗi sợ hãi, Lâm quyết định ở tại nơi này trong vòng 3 bữa. Mong các bạn hãy vào kênh xem nhé. Hành trang Lâm đem đi hôm nay rồi có hai bộ đồ và một số thức ăn nhẹ để xây trại xong ở tại nơi đây thì tối mình sử dụng. Bắt đầu Lâm đi tìm một cái bóng cây. Lâm thấy bên kia có một cây dừa để Lâm làm một cái trại để trú ẩn ở tại nơi đây. Địa điểm chính mà Lâm sẽ làm cái trại ở trong đây trong vòng 3 ngày các bạn. Tại vì Lâm sẽ xây cái trại cũng hơi khá to để mà ở quan sát tại khu vực này. Các bạn có biết lý do tại sao mà Lâm muốn lại cắm trại tại khu vực này để quan sát? Thì cách đây hơn một năm thì có một cặp tình nhân. Vì tình yêu không giữa người lớn không đồng ý với nhau nên đã vào chỗ này mà uống thuốc tự giận chết. Cho nên Lâm muốn cắm trại tại nơi đây tối để quan sát, vượt qua cái nỗi sợ hãi của mình, để coi có oan hồn xuất hiện không nha các bạn. Thank you.
cho các bạn. Các bạn thấy cái chòi lâm làm có đẹp không? Một ngày, hai ngày mấy gần ba ngày lui cui thì cũng đã hoàn thành cái chòi để mà ở tại nơi đây. Trong vòng 3 bữa nữa là chạy ra là 6 bữa các bạn. Bây giờ lâm phải đi chặt lá để đan giống vậy nè các bạn. Nắng quá, hôm qua lâm đan được cái 2 miếng, bây giờ lâm sẽ đi chặt lá, đang làm nóc và lót cái nền này nữa mới sạch sẽ, mới ngủ được các bạn, và mới thoải mái tinh thần để mà thám hiểm chung khu vực này tối đêm nay các bạn. Giờ lâm đi chặt lá. Chào cả nhà, cuối cùng thì Lâm cũng đã làm xong cái nơi trú ẩn, và lúc nào đi thử thách thám hiểm thì cũng bị mưa rất là lớn cả nhà. Mưa nãy giờ tạt ướt quá trời, hên là có đem bộ đồ theo. Bây giờ là chỉ còn đi mua đồ ăn nữa, rồi ăn là tối hôm nay ngủ đêm lễ. Lâm sẽ ngủ lại đây để mà thử thách vượt qua cái nỗi sợ hãi của bản thân mình. Trời âm u quá cả nhà ơi. Và cả nhà cùng ăn cái giống như Lâm nha. Ăn xong rồi Lâm nghỉ ngơi chút. Nãy giờ mưa ướt quá, mới thay đi mua được con cá cả nhà. Có bánh tráng, có chú cá, có rau, mà chiếc này có rau, có bún mà không biết sao cuốn nè, chắc mệt nắm nút quá nhà. Chứ sao giờ? Giờ cuốn rồi không có gì lựng bánh tráng, không có đựng rau, đựng nắm luôn cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn. Đang mưa các bạn ơi, là nghe cái tiếng gì động tĩnh ngoài trước các bạn, để làm quan sát một vòng các bạn. Trời đang mưa mà ra thấy những cái hình ảnh đó các bạn cũng cái khủng đó các bạn, nhưng mà đối Lâm thì bình thường các bạn ạ.
Lâm từ nhỏ nó lớn đã sống chung gần chung bụi quen rồi. Cái vấn đề này đối với Lâm thì không có là cái gì hết. Cho nên là Lâm muốn các bạn, trường hợp này các bạn có gặp thì các bạn không có nên kêu hoặc hỏi hoặc la hoặc bỏ chạy nha các bạn. Đây, chào các bạn, giờ Lâm ngủ đi. Ai ngoài đó muốn làm thì làm, Lâm cứ ngủ đây thoải mái, không có chuyện gì vấn đề xảy ra hết các bạn. Chúc các bạn một đêm ngủ ngon, tràn đầy năng lực.